Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động thương mại của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo đã có sự khởi sắc. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động thương mại của khu vực đã cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, kết quả đã đạt của hoạt động thương mại khu vực miền núi, hải đảo chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và cơ hội phát triển. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, những năm qua hoạt động thương mại ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã có sự khởi sắc. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động thương mại của khu vực đã được cải thiện đáng kể. Nhiều chính sách hỗ trợ cho thương mại miền núi cũng đã được triển khai, giúp ngành thương mại phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân ở các địa bàn này. Có được những bước tiến đáng kể nêu trên là do hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thương mại cơ bản được ban hành, thực sự là công cụ điều chỉnh các hoạt động thương mại ở khu vực này đi đúng hướng. Qua đó, góp phần khuyến khích thu hút số lượng lớn các doanh nghiệp, các hộ gia đình, những thương nhân và cư dân trong khu vực tham gia vào hoạt động thương mại tại địa phương. Cái hệ thống chính sách phát triển thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng biên giới của ta về cơ bản đã có nhiều cái điểm tốt và nó cũng gọi là bao trùm khá là toàn bộ những cái khía cạnh mà cần phải chú ý đấy. Tuy nhiên thì chúng ta thường gọi là gặp khó khăn nhất trong cái nguồn lực để triển khai một cách đầy đủ các cái chính sách để phát triển cái thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, rồi vùng hải đảo và biên giới, thì nó là cái chuyện mà nâng cao cái sức mua của người dân, là vì hiện nay thu nhập của người dân rất là ở miền núi rất là thấp, do đó nó hạn chế cái sức mua và vì thế thì thương mại nó cũng bị hạn chế. Mặc dù các chính sách thương mại miền núi thời gian vừa qua đã đem lại nhiều kết quả, tuy nhiên qua thực tế cho thấy việc đưa chính sách vào cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn, một số văn bản quyết định không còn phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội, người dân và doanh nghiệp ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo. Vì vậy, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hội thảo, các đoàn khảo sát thực tế để nhằm lấy ý kiến đóng góp, sửa đổi các chính sách cho sát với thực tế và hiệu quả hơn. Theo quy định tại cái thông tư 52 và quyết định 52 thì những cái đường mòn lối mở chúng ta đưa vào quản lý hoạt động rất là chặt chẽ. Thì cái này thì cũng là tạo điều kiện để quản lý nhà nước trong cái xuất nhập khẩu qua biên giới. Tuy nhiên thì cái đặc thù của Tây Ninh đó là thường là mua bán nguyên liệu để cho những nhà máy hoạt động như nguyên liệu mía, nguyên liệu mì qua các cửa khẩu phụ. Tuy nhiên thì với cái quy định của 52 thì những cái thủ tục là nó cũng phải có đăng ký đến Bộ Công Thương, rồi phải ủy ban phải ban hành những cái quyết định mới để thay thế. Chắc tôi nghĩ là đó cũng là một phần ảnh hưởng đến những doanh nghiệp có cái hoạt động xuất nhập khẩu tại cái khu vực các cửa khẩu phụ. Theo quyết định 6076 của Bộ Công Thương phê duyệt các cặp cửa khẩu phụ thì đến hiện nay thì Quảng Nam chúng ta tôi cũng chưa được đầu tư về cặp cửa biên giới này. Chúng tôi cũng đầu tư kiến nghị nhiều lần rồi. Mà thực tế còn báo chí có vấn đề mà cái thương mại giữa bạn với ta vẫn còn thấp. Cho nên cái vấn đề đầu tư mà đầu tư ở miền núi hiện nay ấy, là cơ sở hạ tầng rất khó và vốn cao, cho nên đặc biệt cái vấn đề khó khăn ngân sách hiện nay. Cái thứ hai nữa, các doanh nghiệp ở miền núi thực tế khi vấn đề mà tiếp cận vốn của các tổ chức doanh nghiệp rất là khó, tổ chức tín dụng hầu như người ta không có được hỗ trợ nhiều. Việt Nam với đa phần diện tích là đồi núi, sông ngòi, hải đảo và vùng ven biển, miền núi, vùng sâu, vùng xa. 25 trên 63 tỉnh thành với trên 4.600 km đường biên giới tiếp giáp với 3 nước, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Để kinh tế khu vực này phát triển cần có những thay đổi kịp thời thích ứng với điều kiện phát triển của khu vực cũng như những điều chỉnh phù hợp đối với các hiệp định thương mại biên giới đã ký. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ nhiều hơn nữa các chương trình xúc tiến thương mại, các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa và cả các chương trình hỗ trợ cho người dân vùng này. Có như vậy, kinh tế xã hội khu vực này mới phát triển bền vững và người dân mới yên tâm bám đất, bám biển, bảo vệ chủ quyền của đất nước.